Xin kính chào các bạn. Hôm nay là tôi nói về cái vấn đề mà tới giờ cáo chung của cái bọn phản động nước ngoài và cái bọn phản quốc. Tại sao tôi nói tới giờ phút này là bọn chúng đã tới giờ cáo chung? Thì rõ ràng các bạn đều thấy rằng, như các bạn đều biết rằng những diễn biến vừa qua là các bạn thấy rõ ràng chúng huy động tổng lực gồm như cả cái bọn phản động trong nước, như cái bọn Nô Du, rồi các tên linh mục, hành nghề linh mục, rồi những thành phần bất hảo ở trong xã hội, thì có những thành phần lưu manh côn đồ sẵn bất mãn. Thì các bạn đều thấy rằng vừa qua chúng huy động có thể nói là tổng lực các bạn ạ. Ví dụ như những khu công nhân, có những tên không phải công nhân nhưng tới những khu công nghiệp kích động. Ví dụ như có một cái tên như là Ngọc Lan Sài Gòn, là chuyên mặc quân phục ngụy, là kích động trên mạng. Hắn cũng xuất hiện ở khu công nghiệp và hắn kích động hô hào công nhân để gây bạo loạn. Thì các bạn để thấy rõ rằng cái trận vừa qua thì chúng huy động hầu như tổng lực, mà không phải riêng một tỉnh thành, mà xảy ra trên diện tương đối rộng. Thì các bạn đều thấy rằng nó đã có một sự chỉ đạo của bọn lưu vong cấu kết với bọn phá hoại trong nước, mà chúng huênh hoang, chúng nói rằng đây là thời cơ của chúng đến. Và có những kẻ phản động trong nước và những thành phần lưu manh bất hảo cũng có, nó cho đây là cơ hội để lật đổ Đảng Cộng sản, lật đổ chính quyền. Trên vừa rồi có những tên thách thức cả chính quyền, hung hăng. Ví dụ như những tên Trương Hữu Lộc các bạn đều biết rồi, hung hăng hô hào, thề sống chết cho Cộng sản, nhưng khi bắt vào hắn ngoan như một cún con. Và tên nào cũng vậy, ở ngoài thì rất hung hăng nhưng khi bị bắt vào rồi thì tên nào cũng đều tỏ ra ăn năn hối hận, hoặc là vì lý do này vì lý do kia. Thì các bạn đều biết rằng là cái vừa qua thì các bạn đều thấy rồi, chúng tưởng đâu chính quyền ta sẽ bất lực với chúng, nhưng chúng về biểu tình thì một số người tham gia biểu tình cũng đều nghĩ rằng là chống Trung Quốc hoặc là chỉ nêu chính kiến của mình, nhưng trong này chúng đã đưa lên cao trào để đi quá giới hạn của biểu tình để nêu cái chính kiến. Mà phải nói rằng những hành vi vừa rồi của bọn chúng xảy ra một vài nơi, nó thể hiện rằng là một sự bạo động và ý đồ muốn thực hiện theo cái bọn xúi giục của nước ngoài, là muốn lật đổ Đảng Cộng sản. Thì những hành vi như thế này thì các bạn đều nghĩ rằng đó là hành vi phản quốc. Bọn nước ngoài cứ hô hào là yêu nước, nhưng đất nước chúng ta đang hòa bình, đang thống nhất đất nước, một đất nước Việt Nam mà cả thế giới đều công nhận. Có mất đi đâu mà chúng cứ kêu yêu nước và phục quốc. Chúng lợi dụng vào cái sự hiểu biết của một số cộng đồng dân cư mà chúng kích động. Thì đúng ra là bọn chúng phá hoại đất nước chứ không yêu nước một cái gì hết. Nếu mà ghép về cái tội này thì gọi là tội phản quốc. Mà tội phản quốc cái thời phong kiến thì các bạn đều hiểu rồi, sẽ bị xử như thế nào rồi. Vì đang sống trong một đất nước yên bình, thanh bình, một nước độc lập, tự chủ, không hề lệ thuộc một cường quốc nào, không hề lệ thuộc một ngoại bang nào, không hề bị xâm lược, mà chúng muốn phá hoại, chúng muốn lật đổ thì tức là tội phản quốc. Mà tội phản quốc này các bạn đều hiểu rằng thời phong kiến sẽ xử thế nào. Nhưng với thời hiện đại, với chế độ dân chủ thì đều cho
Đó là một ý kiến thể lực biểu hiện cái ý kiến của mình, nhưng chúng đã đi quá cái giới hạn thể biểu hiện ý kiến mà chúng đi đến chỗ phá hoại, thì đó là tội phản quốc. Nhưng đối với chính sách của nhà nước ta thì thường thường rất rộng lượng hơn những người kém hiểu biết. Nhưng trừng trị những tên cầm đầu ngoan cố. Các bạn để hiểu rằng khi cầm một đá chọi vào cảnh sát cơ động, khi cầm lửa đốt một cái xe thì chúng đều biết rằng hành vi chúng sẽ như thế nào. Nhưng khi bị bắt vào, chúng cũng đều nêu lý do hết. Đó là lý do để bào chữa cho hành vi của chúng, bào chữa cho những tội lỗi của chúng. Thì các bạn đơn tôi đã hiểu rất đơn giản. Một kẻ trộm ăn trộm một chiếc xe thì có thể bị chiếc xe có máy có thể bị tù 3 năm. Nhưng chúng đốt cả những xe ô tô như thế thì các bạn nghĩ sẽ xử chúng như thế nào? Cái hành vi đó không thể nói là non dại. Hành vi đó sự quá khích, sự cao trào đi đến phá hoại. Đánh vào cơ quan chính quyền, đánh vào lực lượng vũ trang là hành động phản quốc các bạn ạ. Mà vừa qua chính quyền ta đã phải nói rằng phải thực hiện kỷ cương phép nước, ngăn chặn được chúng. Mà tới hiện giờ chúng đã tan rã và thiệt hại rất là lớn. Thì các bạn để hiểu rằng hiện giờ những tên hành nghề linh mục cũng phải câm họng lại, bởi vì không còn tác dụng đối trong cộng đồng Công giáo được nữa. Vì càng ngày cộng đồng Công giáo càng thấy rõ bản chất phản quốc của những tên hành nghề linh mục này, chứ không phải hành đạo, không phải người tu hành. Trên các bạn chứng kiến vừa rồi những cái khu Công giáo đa số rất yên ổn, chỉ đặc biệt vài khu những tên hành nghề linh mục ráng gượng gạo lên để tham gia cùng phong trào của bọn phản động. Còn phái nội du các bạn đều thấy rằng khi chúng xuất hiện bất cứ ở đâu, nhân dân chúng ta phát hiện và yêu cầu lực lượng an ninh phải cách ly chúng ra khỏi cộng đồng ngay tức khắc. Và nhân dân chúng ta đã nhận diện từng tên đã tham gia kích động gây bạo loạn vừa rồi để cung cấp cho chính quyền để xử lý chúng thích đáng. Thì phải nói rằng tới giờ phút này bọn chúng, bọn phản quốc và bọn phản động ở nước ngoài nên đọc cáo chung đi là vừa. Vì vừa qua chúng đã thấy rõ sức mạnh của chính quyền, sức mạnh của chuyên chính vô sản với kỷ cương phép nước và sức mạnh của nhân dân, thì tôi thiết nghĩ rằng bọn chúng nên đọc cáo chung đi, chứ không còn tiếp tục nữa sẽ còn bị trừng trị nặng nề hơn nữa. Và chính cái vụ vừa qua thì các bạn đều thấy rằng nó đã gây phẫn nộ trong tất cả cộng đồng dân cư, kể cả trong nước và nước ngoài. Vừa qua vì chúng đã lộ hết cái bản chất của chúng, đã gây phẫn nộ cho mọi người. Cái không phải là hành vi yêu nước, mà hành vi phá hoại và hành vi phản quốc. Bọn lưu vong nước ngoài họ yêu cái gì trong khi đất nước chúng ta đang thanh bình, đang yên ổn? Chúng luôn luôn xúi giục, kích động cộng đồng hết sự kiện này tới sự kia để gây bất ổn xã hội. Thế mà chúng nó yêu nước. Trong khi đất nước chúng ta độc lập, tự chủ, tự quyền, không có một đế quốc nào xâm lược nước ta, thì hô hào đánh đuổi ai? Chúng đang muốn lật đổ chính quyền của chúng ta, muốn thay đổi một chế độ, là chúng đang phản quốc. Chứ đừng có nói yêu nước. Thậm chí hành vi vừa qua thì các bạn đều thấy rằng kể cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài họ cũng rất bức xúc. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn nghe, và chắc các bạn cũng nghe được nhiều rồi, nhưng có khi có những bạn chưa được nghe, thì tôi xin giới thiệu các bạn nghe cái lời nói của một anh Việt kiều Nguyễn Hồng Phúc ở bên Mỹ.
cả Mỹ và Việt Nam. Đừng tin cái bọn chống cộng, dỏm chống cộng, kiếm cơm chống cộng, nó không vì lý tưởng đâu. Đệ diện là Lê Hoàng Trúc đồ gì, đầy cái website, đầy tụi nó chống cộng vì cơm, vì tiền, vì gia đình nó. Đừng vì tụi nó mà đem lợi dụng cái lòng yêu nước của mình, cuối cùng vào tù, vào bao nhiêu, cuối cùng bị xử tử oán 3 năm tù, 4 năm tù như một cái vụ gì vừa rồi. Ở mà đặt bom ở Tân Nhất là đốt cái kho gì ở dưới Biên Hòa đó. Giờ 14, 15 năm tù, tàn đời, uổng cái tuổi trẻ của mình, để tuổi trẻ mình lo cho gia đình của mình. Đừng nghe cái bọn chống cộng dỏm ở đây, nó suối, nó không dám về. Nó không dám về để thấy thay đổi đất nước. Mà nó ngồi đây nó khô hào, nó bơ sữa nó nhiều, nó khô hào. Đừng mắc bẫy tụi nó, please. Các bạn thấy những tiếng nói trung thực của những cộng đồng yêu nước ở nước ngoài cũng phải bức xúc như thế. Đem lợi dụng cái lòng yêu nước của mình, cuối cùng vào tù vào. Các bạn thấy rõ như thế. Và đây không phải là biểu tình gây chứng kiến, mà đây là bọn chúng muốn lật đổ Đảng Cộng sản. Cái tên này các bạn đều thấy rằng rất hung hăng, rất quyết liệt trong biểu tình. Hắn thể hiện những gương mặt như căm thù và luôn luôn tuyên bố đòi lật đổ Đảng Cộng sản. Đó là gì? Cái đó là hành vi phản quốc, chứ không phải là biểu lộ chính kiến các bạn. Kích động giữa cộng đồng dân cư, kích động giữa đông người và có phát ngôn thế này, phải nói rằng kích động và bạo loạn. Còn cái gương mặt này các bạn biết, mụ này là ở ngay Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hắn hô hào giải tán quốc hội, thì các bạn đều hiểu ý đồ của chúng thế nào. Và đây là những gương mặt muộn màng, khóc lóc như thế này đây. Nhưng lúc ở khu công nghiệp Pong Chen, rất hung hăng cầm đá chém nói liên tục vào những cảnh sát cơ động. Những nước mắt như thế này là chỉ để bào chữa cho hành vi của mình. Những con người như thế này họ có hiểu rằng chính cha mẹ của thân nhân của những người cảnh sát cơ động đó cũng phải khóc ngày khóc đêm lo lắng cho con trong những ngày căng thẳng đó không? Họ rất lo lắng trong tính mạng của con em họ đã nguy hiểm từng ngày từng giờ. Bọn chúng có biết rằng gia đình họ lo lắng như thế nào không? Thế mà bây giờ khi bị bắt, chúng khóc lóc. Một sự khóc lóc này thì tôi nghĩ rằng cái bọn phản quốc phải nhìn thấy những đồng bào của mình mà bị bọn chúng xúi dục như thế, thì chính bọn chúng cũng phải từ bỏ ý định đi. Nếu gọi là thương đồng bào, thương dân tộc, yêu nước thì cũng nên từ bỏ ý định đó đi. Đừng để những gương mặt này phải khóc ở những tòa án hoặc là mặc những áo tù thế này. Đừng để thấy những cái gương mặt này nữa, những gương mặt của người dân thiếu hiểu biết mà phải đi vào vòng lao lý khóc thế này. Nếu cái bọn phản động tụi mày biết thương dân, biết yêu nước thì cũng nên từ bỏ hành vi của chúng mày đi, để tránh những con người phải bị vào một lòng lao lý như thế này. Cũng như Nguyễn Hùng Phúc vừa nói, bọn chúng chỉ yêu cái nồi cơm chúng nó, bọn chúng chỉ lợi dụng yêu nước chống cộng để kích động một số còn mang nỗi hận thù với đất nước, một số kém hiểu biết, một số gọi là ai vua, số thất nghiệp ai vua theo bùa, theo bày đàn với chúng nó để ra vẻ rằng chống cộng, để cho ba gia người phải tù như thế này. Nếu bọn chúng yêu nước thì đừng có làm hại những con người như thế này vào tù. Vừa rồi các bạn đã biết rằng rất nhiều người phải vào tù chứ không phải vài người. Đây tôi chỉ nêu và điển hình vài bộ mặt thôi. Thanh Thảo, Hữu Lộc, rồi Ngọc Lan,
rồi lợi gì, bắt hết không chừa một cái tên nào có những hành vi vi phạm pháp luật. Thì tôi nghĩ rằng cái bọn phản động nước ngoài và bọn phản quốc trong nước cũng nên từ bỏ ý định nó đi, đừng đẩy những con người khác đi vào vòng lao lý, mà hãy lên làm đúng cái chức trách việc của mình, linh mục thì làm đúng việc linh mục. Đừng nên vì cái mục đích cá nhân, vì cái vụ lợi cá nhân, đừng lên vì cái mang danh nghĩa là người chính trị, yêu dân yêu nước, mà chúng đang đẩy những con người dân lương thiện vào con đường tội lỗi. Thì tôi nghĩ rằng cái bọn phản quốc ở trong nước và bọn phản động nước ngoài cũng nên từ bỏ, nên nếu chúng mày nói là yêu nước yêu dân, vì dân chúng ta ở Việt Nam ai cũng muốn sống yên ổn hòa bình, đừng kích động những con người dân thiếu biết, đừng lợi dụng vào những con người đang bất mãn để kích động họ, để rồi bao nhiêu người phải rơi vào lao lý. Và tôi nghĩ rằng tới giờ phút này đập tan cái bọn phản động đó vừa rồi thì phải nói rằng chúng mày cũng nên đọc bản cứu cáo chung đi là vừa. Đây là sự sụp đổ của bọn chúng mày đấy, chứ sập cả đảng Cộng sản không sụp đổ, mà chính chúng mày đang bị sụp đổ đấy. Để rồi đến lúc nhân dân cả nước cũng phải thốt lên rằng tìm mày tao biết tìm đâu, tìm trong cáo phó có biết đâu có tên mày, tức là tên của tụi phản động và bọn phản quốc đấy. Cho nên phải nói rằng cái diễn biến vừa qua là chúng tự đào hố chôn chúng rồi đấy, và chúng nên đọc bản cáo chung đi là vừa, đừng đẩy những con người lương thiện và tội lỗi. Những con người có lúc vì bồng bột, vì quá khích, để rồi phải khóc lóc những nước mắt muộn màng. Nhưng những nước mắt đó không thể rửa sạch cái hành vi tội lỗi của mình, mà phải chịu hình phạt xứng đáng của phép kỷ cương phép nước, chịu hình phạt xứng đáng của pháp luật. Chứ nước mắt không thể rửa được cái hành vi tội lỗi của mình. Những người mà ném đá, đốt xe, ném xăng, ném bom xăng vào những lực lượng vũ trang, những con em thi hành nghĩa vụ quân sự, những người ở trong cảnh sát cơ động là những người thi hành nghĩa vụ quân sự, họ có đau xót không? Thế bây giờ sao lại khóc? Họ đâu có biết rằng chính những thân nhân của những con em đó, họ khóc hàng ngày, họ lo lắng cho tính mạng con em họ hàng ngày, họ mất ăn mất ngủ không? Họ có biết chuyện đó không? Cho nên cái bọn phản động lưu vong và cái bọn phản quốc trong nước, nếu mà nói thương dân yêu nước thì đừng có nên kích động làm hành vi đó, để bao nhiêu con người đi vào vòng lao lý. Chính quyền này chúng mày đừng có mơ hồ mà lật đổ được, mà chỉ để xúi dục những con người ta đi vào tội lỗi và phải chịu trừng phạt của pháp luật, và phải chịu cái sự ai oán của người dân, chịu cái sự lên án của người dân. Cái hành vi của chúng mày vừa rồi có thấy đẹp đẽ không, hay là chỉ lây thêm sự bức xúc, sự căm phẫn cho nhân dân, kể cả cộng đồng nước ngoài? Các bạn có biết rằng là hàng ngày bao nhiêu thân nhân của những chiếc xe cơ động đó, họ mất ăn mất ngủ, lo lắng cho con em họ, tính mạng của em họ từng ngày giờ không? Nhưng vì nhiệm vụ, vì trách nhiệm bảo vệ an toàn, an ninh xã hội, mà những chiến sĩ đó phải cố gắng gồng mình chịu đựng trên bom, trên bom đạn, trên cái bom gạch như thế đấy. Mà trên lửa bom xăng của chúng mày quăng vào như thế, khi chúng mày quăng vào người ta, chúng mày có nghĩ rằng hành vi chúng mày như thế có thể gây đến người ta thế nào không? Thì đừng nên khóc nữa, nước mắt nó không có rửa sạch được tội lỗi. Mà chính cái bọn phản động và bọn phản quốc trong nước, kể cả những tên hành nghề linh mục, nó cứ ra rả kêu chống đối này chống đối kia, cũng phải nghĩ lại coi đã đẩy bao nhiêu người vào con đường tội lỗi, đẩy bao nhiêu người vào tù tội. Thì chúng mày nên đọc cáo chung đi là vừa. Và hiện nay một số bọn lưu vong nước ngoài đang ra rả kêu Tổng thống Trump can thiệp vào để giải cứu cho William Nguyên.
Chúng ngu đến mức độ tổng thống lo nhiều việc chứ lo chi một cái thằng mà gốc Việt mà quốc tịch Mỹ đi về phá hoại đất nước. Nếu mà cứu thằng này ra được thì mai mốt những thằng nó mang quốc tịch Mỹ nó lại về nó phá nữa. Chẳng lẽ chính quyền chúng ta, pháp luật chúng ta vô hiệu nghiệm? Chúng biểu tình la ó rầm rộ với nó, vận động yêu cầu tổng thống qua cứu cái thằng William Nguyên. Nếu mà cứu được thằng này ra được thì 100 thằng khác về cũng sẽ tái diễn như thằng này. Thế là pháp luật kỷ cương chúng ta đâu? Chúng còn bịa ra rằng chúng là có ý kiến của dân biểu này nghị viện kia, nhưng mà toàn là dân biểu nghị viện của địa phương chứ không phải là thượng nghị viện, hạ nghị viện. Những cái tên Mỹ mà nó thuộc về dân biểu địa phương như là thành phố hoặc là bang thôi, nó vận động để có ý kiến thôi chứ chưa phải là trong chính phủ Mỹ, chưa phải trong thượng nghị viện, hạ nghị viện. Nhưng chúng rêu rao rằng nghị viện này có ý kiến, nghị viện có ý kiến, chúng đánh lè dân. Và gần đây nữa thì tôi cũng xin nhắc các bạn thế này. Hiện bây giờ chúng đang có một cái âm mưu, tức là tôi đã phát hiện được chúng đưa những hình ảnh của những người bị tai nạn trầy mặt bể đầu gì đó, chúng chụp chúng đưa lên, chúng nói rằng bị cảnh sát đánh đập. Chúng còn đang dùng những thủ đoạn như thế để kích động dân, để lừa mị dân. Các bạn nên cảnh giác những hành vi sắp tới của chúng, là chúng đang diễn đấy. Chúng đưa những người bị tai nạn chụp hình lên, chúng nói rằng là cảnh sát đánh đập dân. Trên cái bản chất của chúng là khi chúng tập hợp được thì chúng rất hung hăng. Như hai cái bộ mặt hồi nãy, một thanh niên với một bộ già đó, tôi trình bày cho các bạn coi lại video clip coi. Rất hung hăng. Nhưng khi bắt rồi thì tên nào cũng khóc lóc ân hận. Đó là cái chiêu trò của bọn chúng. Đó là cái chiêu trò bọn chúng từ xưa giờ, kể cả những tên có máu mặt nữa đấy. Khi bắt thì ân hận ăn năn lắm, hứa cam kết đủ kiểu. Khi vừa ra khỏi vòng lao lý, ra khỏi tù lại có nhộng giọng địa như cũ, bản chất vẫn không thay đổi. Các bạn đều thấy không? Khi ở ngoài đường chúng rất hung hăng, chúng coi pháp luật không ra gì hết, chúng coi tính mạng của những người thi hành nghĩa vụ quân sự không ra cái gì hết. Nhưng khi bắt rồi chúng khóc lóc, đó là cái chiêu trò của chúng. Rồi tiếp tiếp nữa là cái chiêu trò chúng nữa, bây giờ chúng đang truyền bá, đang làm những cái việc mà chúng đưa những người bị tai nạn chụp hình lên, chú vu cáo nói cảnh sát đánh, công an đánh. Đó là những cái chiêu trò của chúng. Nếu mà ai nghe lời chúng trong cái chiêu trò này đều hoàn toàn sẽ tiếp tục vi phạm pháp luật. Cho nên tôi nói rằng những kẻ phản quốc trong nước, những kẻ phản động lưu vong ở ngoài thì nó xa quá. Tôi nói chính ngay những kẻ muốn ý đồ phản quốc trong nước cũng nên dừng lại, nên đọc bản cáo chung đi là vừa, chứ đừng lên vì những cái ý đồ cá nhân của mình để đẩy bao nhiêu con người đi vào lòng lao lý. Các bạn biết rằng một lao động chính khi ở tù rồi thì con cái họ sẽ thế nào, vợ con thế nào, hoặc như chị phụ nữ nãy đi tù như thế thì con cái sẽ ra sao, hàng xóm sẽ nhìn như thế nào. Cái việc vừa qua là trong cộng đồng rất phẫn uất. Nên còn một cái điều nữa, hiện giờ chúng đang có những cái tung tin bẩn, chúng đưa những clip bẩn, nhưng chúng ta vô tình chia sẻ là rất nguy hiểm. Hãy chấm dứt ngay cái chuyện chia sẻ những cái tin bẩn của bọn phá hoại, bọn phản động. Mà các bạn, tôi xin nhắc lại cái chuyện vừa qua thì dứt khoát có những bàn tay bẩn từ nước ngoài thò vào, trên có một sự chỉ đạo xuyên suốt từ miền Bắc và tây Nam, nó đồng loạt như thế,
là phải nói rằng chúng đã thể hiện tổng lực rồi đấy. Mà tổng lực này thì chúng đã bị đập tan chứ không đừng nói lật đổ được ai. Thì tôi xin nhắc lại một lần nữa, với trước tôi nói rồi, với một trận thiệt hại của chúng như thế này thì vài chục năm, ba chục năm nữa thì chúng mới có thể gắng gượng nổi, nếu những tên mà đang chống cộng cực đoan bây giờ còn sống sót được. Cho nên các bạn đều hiểu rằng là không có cái gì mà qua khỏi sức mạnh của chúng dân, không có gì qua mắt được tay mắt nhân dân. Chính quyền là và công an chỉ là người giải quyết sau cùng thôi. Cho nên phải nói rằng cái chuyện vừa qua thì các bạn đều thấy, đặc biệt có những khu công nhân, có những tên không phải công nhân nhưng cũng xuất hiện do đó để kích động cộng đồng công nhân, để đập phá, để chống đối lại cái lực lượng bảo vệ an toàn cho nhà máy. Họ bảo vệ an toàn cho chỗ chính dân cơm họ làm họ ăn đấy, để tránh vào đập phá nhà máy, để làm tổn thất nhà máy như những cái vụ trước. Tôi thấy chứng kiến thấy rõ rằng cảnh sát động tới đứng nó ngăn cản để không cho vào phá hoại nhà máy thôi, chứ chẳng có hành vi gì khác hơn. Nhưng mà chính họ đang muốn đập đổ nồi cơm của họ, mà chính cái người cảnh sát động đó lại đang muốn bảo vệ cho cái nồi cơm của họ, đang bảo vệ việc làm cho họ. Thì bây giờ chính những công nhân đó đang làm những cái khu nghiệp nhà máy đó, bây giờ họ nghĩ thế nào đây? Họ phải cảm ơn những chiến sĩ cảnh sát động đó đã bảo vệ được an toàn nhà máy, được an toàn để bảo vệ được việc làm cho họ, bảo vệ được chén cơm gia đình của họ. Sau việc làm này những công nhân nó phải cảm ơn. Và cái buổi nói chuyện hôm nay thì tôi xin kết thúc, mà trước khi kết thúc tôi cũng có một lời khuyên nhủ cái bọn phản động lưu vong nước ngoài và cái bọn phản quốc trong nước cũng nên đọc cáo chung đi là vừa. Nếu bọn mày nói là yêu nước thì cũng nên chấm dứt lại, đừng để cho nhiều người phải vương vào đồng đạo lý. Hầu như năm nào cũng có. Và buổi nói chuyện hôm nay tôi xin thân ái chào tất cả các bạn.